犯罪。算憎我，情缘就有如红炉火，我抛光你，结果你抛光我。我骂你行得多，谁有落力夸苦我？团团和气讲得多，事实未试过随和。你也许一眼看破，这类人多多，从未怨边个。人还是有浓情如火，我爱惜你，也知你爱惜我。Hôm nay là một buổi tối rất đặc biệt của nhà họp văn. Trong nhà họp văn không có người nào ngủ được. Trong lòng của mọi người làm như là bị một tảng đá lớn đè lên. Vì mọi người biết ông nội bị bệnh Parkinson. Chúng tôi không ai ngủ được cả. Ngoại trừ lo lắng cho chứng bệnh của nội, còn suy nghĩ rất nhiều điều. Nhớ lại trước đây, tệ với nội ra sao? Và suy nghĩ sau này làm sao mà tốt với nội hơn. Tối nay nhà họp văn là một buổi tối mất ngủ. Nội sẽ không sao phải không? Có phải trước đây chúng ta rất tệ với nội không? Đừng có suy nghĩ nhiều nữa. Chuyện đến tự động sẽ có cách giải quyết. Tóm lại từ nay về sau nên nghĩ làm sao mà tốt với nội là tốt nhất. Rửa mặt đánh răng đi. Nè, nhớ ca, đưa bà chả đánh răng giùm em đi. Chào ba. Chào con, chào con. Ủa, bị gì vậy? Hai mắt thâm quầng, bộ không ngủ được hả? Ba cũng vậy mà. Nội sẽ không sao phải không? Thôi, đừng suy nghĩ nhiều nữa. Cũng như con nói, chuyện đến tự động có cách giải quyết. Ăn sáng đi. Chào quan ama. Chào quan ama. Chào quan ama. Nè, lát nữa lên lầu gọi nội xuống ăn sáng. Không cần gọi, nội ra ngoài tập thể dục rồi. Hả? Không phải đâu, từ ngày 7 giờ mấy là nội về nhà rồi mà. Không phải là xảy ra chuyện gì chứ? Hả? Ông nội bị bệnh, đản trí người già gì đó, có khi nào không biết đường về nhà hay không? Có thể như vậy lắm á. Dạo trước báo chí có đăng, có những người già đi dạo một hồi rồi lạc đường luôn, xém chút không tìm lại được. Phải rồi, có một người bị té xuống hồ nước, chỉ vớt được xác thôi. Phải đó. Trời ơi, xảy ra chuyện rồi. Trời. Nếu như vậy nội bất cẩn trật chân té xuống. Trời ơi, đừng nói bà mà. Đi đi đi. Thôi nè 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 nè. Nè, ba còn phải đi họp. Hễ có tin gì báo ba biết ngay nghe chưa? Được rồi, được rồi. Khoan đã. Tôi quên mất một chuyện. Quên cái nội hả? Nồi cháo của má quên tắt lửa đó. Trời ơi. Nè má khỏi đi. Nội về nhớ gọi cho tụi con nha. Ở hiện gặp lại. Ông nội ơi. Ông nội ơi. Ông nội ơi. Ông nội. Ông nội. Ê, con tới thật hay quá. Lúc nãy nội làm rớt chìa khóa ở đây nè. Con tìm cả tiếng đồng hồ rồi. Để con tìm phụ nội đi. Hả? Con nhìn nội làm cái gì? Mau tìm phụ nội đi.
Không phải là nội bị lạc đường không biết về nhà sao? Sao kia không đồ lại lạc đường được chứ? Nè, không phải con tưởng nội bị lạc đường có biết đường về nhà chứ? Tại con sợ nội có chuyện mà. Những người mắc bệnh đản trí, người già đản trí lắm. Nội bị Parkinson không phải đản trí, người già. Có khác biệt sao? Trời, hai chứng bệnh mà. Con đúng là tốt nghiệp đại học rồi và còn vô tri quá thiệt tình. Nhưng cũng khó trách con lắm. Thông thường á, mọi người đều lầm lẫn như vậy á. Tại nội bị bệnh cho nên nội mới về hưu phải không? Khi nội vừa biết mắc chứng bệnh này á, như là trời sập xuống vậy đó. Rồi nội đi bác sĩ, nhìn thấy những bệnh nhân ở đó đi cũng không có đi được, làm cho nội rất là lo. Áp lực tâm lý rất lớn, làm cho nội lúc nào cũng hồn vía đầu đầu, rất lo sợ. Cộng thêm mấy giờ ở trường và nhà xảy ra rất nhiều chuyện, nên trong lòng nội nghĩ không về hưu cũng không được. Nhớ lại lúc đó vì muốn ca hát mà con cãi nhau với nội, trong lòng của con cũng khó chịu lắm. Khờ quá, đó là hai chuyện mà, nội đâu có giận con. Thật ra lúc đó nội, nội cũng chấp nhất quá. Bây giờ lùi một bước suy nghĩ, biển động trời cao, có thể cho người ta thêm một ít không gian, bản thân nội cũng giảm bớt áp lực, có phải không? Con có thêm thời gian sáng tác nhạc và ca hát, còn nội thì toàn tâm toàn lực nè, luyện tập chứng bệnh của nội. Nội à, có phải chứng bệnh này khó điều trị lắm không? Nội làm gì mặt mày buồn hiu vậy? Yên tâm đi, bây giờ nội chỉ là thời kỳ đầu thôi nè, chỉ cần nội uống thuốc đúng giờ, làm vật lý trị liệu, khống chế tốt, cố giữ như vậy thì không có vấn đề gì. Nội à, tại sao bây giờ nội mới nói nội bị bệnh? Cửa ải tâm lý khó qua lắm. Nội đã làm chủ gia đình nhiều năm, trong chớp mắt phải chịu vợ trước mặt tụi con, thừa nhận thoái quá, thừa nhận có bệnh. Ủa, con tưởng dễ lắm sao? Hơn nữa nội cũng không có muốn tụi con lo lắng. Ê, nhưng sau khi nội nói ra rồi quả thật thoải mái rất nhiều. Có lúc con cũng nói đúng, chuyện đến tự động có cách giải quyết, buông xuống được tự động có đường để đi. Trời ơi, nội bắt trước con hả? Vậy thì con làm sư phụ của nội rồi. Con được đó, trò giỏi hơn thầy mà. Con còn giỏi hơn nội. Con sao mà giỏi và vui tính hơn nội được? Nói tới mấy chuyện vui tính, quả thật con có vài nét giống nội. Thôi đừng nói nữa, mình đi về. Nếu không lát nữa bác con sợ đến nội báo cảnh sát tìm người thất lạc nguy. Trời ơi, chuyện gì? Họ còn đang tìm nội đó. Alo. Hả? Tìm được nội rồi à? Trời, vậy tốt quá, sao cơn mưa trời lại sáng. Con mau dẫn nội về nhà đi nha. Tìm được nội rồi hả? Sao không nói sớm? Cứu em với. Cứu em với. Cứu em với. Cứu em. Cứu em. À. Tốt quá, tốt quá. Tìm được nội là sao cơn mưa trời lại sáng. Để tìm mắt khỏi bị đau âm ỉ nữa. Tìm của ama còn không đau âm ỉ, chứ con đau lắm đó. Nè, đừng có nhích qua nhích lại mà, sao thoát được? Để má thoát cho. Không cần đâu, quả má, làm phiền má. Má làm ơn ngồi xuống đi. Hết rồi, lần này hết rồi. Hết cái gì, mong của con còn nguyên vẹn mà. Trời ơi, sao ba đi không có tiếng động vậy? Con làm gì la lối ôm sờm với che kỹ lắm rồi. Thiệt vô dụng quá, cũng may có giật lãng thôi. Nhờ con có nhiều người chết à. Cũng may lần này nhờ đại ca mới tìm được ông nội. Nhưng mà con sợ lần sau không được may mắn như vậy. Hay là vậy đi, chúng ta hãy làm công việc dự phòng đi. Nè, con là người có trí tuệ nhất. Tóm lại sau này mọi người phải nghe lời ba, cả nhà đồng lòng bảo đảm nội con yên tâm, vui vẻ và không có gì phải lo, đúng vậy không? Chào ba. Sao đông đủ dữ vậy? Này tụi con làm gì vậy? Ba, con đem vào cho ba nha. Nè, đây là tấm thẻ bảo đảm không bị lạc đường. Tên họ Văn Thái Lai, chứng bệnh đản trí kim không nhận ra đường. Nếu ai gặp được xin đưa về nhà giùm, xin hậu tạ. Nè, phía sau còn có số điện thoại và địa chỉ của chúng ta, nó ghi rất rõ ràng. Ba đeo tấm thẻ này vào rồi sau này khỏi phải sợ đi lạc nữa. Kêu ba đeo cái thẻ chó này hả? Tụi con tưởng ba là chó hay sao? Thôi, không đeo. Nội à, con đã giúp nội làm một số việc, nội ngồi xuống coi nè. Này, điện thoại nè, tivi, đầu máy mới lạnh. Con làm cái gì vậy hả? Con bị bệnh hả?
là nội có bệnh mà nội. Nè con sợ mai mốt á nội sẽ làm máy móc lộn xộn nên con đã ghi rõ lên remote. Vì con sợ mai mốt á nội muốn coi tivi lại mở lầm radio, muốn nghe radio lại bật lộn đèn, cho nên con đã ghi tất cả đây. Tìm được rồi, tìm được rồi, có tìm được tấm hình gia đình rồi. Nội à, con ghi hết tên của mọi người lên tấm hình rồi. Sau này nội bị đảng trí á, nội nhìn tấm hình thì nhớ tên mọi người liền. Trời ơi con, con nội à, nội quên con rồi sao? Con là Nhật Thanh, nội quên rồi sao? Đứa cháu đội nhỏ nhất của đội đó. Người ngu nhất là con đó. Trời ơi, người nào người nấy đều vô tri quá. Bệnh Parkinson á, không phải là bệnh đáng trí người già đâu. Có khác biệt không? Gì chứ, đáng trí người già Parkinson hình như là cùng một chứng bệnh đó mà. Trời ơi, Parkinson á, khác với đáng trí người già. Người mắc bệnh Parkinson, đầu óc rất là tỉnh táo, trí nhớ cũng không suy giảm. Chỉ là không thể khống chế hành động của cơ bắp cho nên tay sẽ bị run. Đi đường sẽ cà rung vậy thôi. Đúng đó. Chỉ cần nội uống thuốc đúng giờ, nội vẫn sinh hoạt như người bình thường vậy thôi. À, vậy là trước đây mọi người đã hiểu lầm. Trời, làm má hết hồn. Làm suốt đêm má không ngủ được. Tối qua mắt của con ướt muốn khóc. Chuyện đến á, tự động sẽ có cách giải quyết mà, phải không? Đúng rồi. À, nè, nè, nè. Người nào người nấy làm gì vậy? Có hiếu trong 3 phút hả? Không thể thở phào một cái là coi như không có gì. Bệnh Parkinson nó cũng là một chứng bệnh. Nói cho cùng à, nội của con cũng đã lớn tuổi rồi. Nói cho cùng ngũ tạng trong người đã thoái hóa. Nói cho cùng à, cũng cần có người phải chăm sóc, đúng không? Ừ. Chúng ta làm con làm cháu thì phải hết lòng hết dạ chăm sóc tốt cho nội. Như vậy mới là trách nhiệm của chúng ta, hiểu chưa? Ừ. Ba, con nói có đúng không ba? Đúng. Nhưng tay của ba chỉ bị rung có chút xíu thôi. Không có gì khác biệt so với người bình thường đâu. Ba không có bị liệt. Hả? Tụi con không cần lo lắng chăm sóc cho ba. Còn về chứng bệnh này tự ba sẽ đối diện. Nè Vật Lãng à, phần con á, hãy tiếp tục cố làm ca sĩ hả, tiếp tục cố gắng đi. Nè, không lọt vào danh sách những bài hát vàng á, nội không có hài lòng. Con biết rồi. Thành, dạ ông nội, con phải cố gắng học hành. Còn nữa, đội phải phạt con viết 100 lần, bệnh Parkinson không phải là bệnh đáng trí người già. Dạ. Vật Hy à, còn con á, thì cố gắng xin việc làm. Rồi không muốn tỷ lệ thất nghiệp của Hồng Kông tại con mà lại tăng lên. Con biết rồi nội, con hứa với nội bắt đầu từ ngày mai con sẽ cố gắng đi xin việc. Ừ, tốt. Nè, còn con. Dạ. Nè, còn con. Ông nội. Ba. Nè, ba. Nè, đó. Đó, đây á, chính là bệnh Parkinson đó, ha. Nó báo cho nội biết tới giờ phải uống thuốc. Nội đi lên lầu nha. Cẩn thận với nội. Từ từ nội. Ôi. Cứng đầu cũng không thể thắng được bệnh tật đâu. Trời ơi, cứ luôn miệng nói không cần người ta chăm sóc. Chúng ta làm con cháu chẳng lẽ không lo. Có đúng không? Có đúng không? À, đừng có sớm mà. Cô để dành ăn một mình đi. Bánh ngọt. Ha, làm gì vậy? Lại nữa à? Thôi đừng. Thôi mà, ăn thử đi. Tôi bỏ hết công sức vào, ngon lắm đó. Cô để dành tới đây ăn đi. Trời, còn khổ hơn là năn nỉ mấy người làm gì. Tôi không tin cái bánh của tôi không có ai ăn. Nè, ăn thử đi. Sao tốt bụng mời tôi ăn bánh gì? Anh không sợ tôi thuốc chết anh sao? Nhưng có gan thì ăn đi. Tôi sợ anh nhát gan thôi. Vậy thì phải rồi. Ăn thử bánh cho cô lạc quả thật phải cần có dũng khí. Vậy thì anh đừng ăn. Sao anh? Có phải ngon hơn lần trước nhiều lắm không? Khó ăn lắm cơ. Nè bánh vậy mà cô cũng làm được. Quả thật, có năng khiếu nha. Vậy Lãng à, chiều qua nói bản nhạc của anh đã xong rồi, kêu anh qua thử. Sao nhanh vậy? À, cảm ơn. Còn nhìn nữa, đem bỏ đi. Để người khác ăn vào sẽ kiện cô tội mưu sát. Giết, con giết thì giết anh trước đó. Không biết thưởng thức. Sự cố, ưu ái mi phá trăng, xâm hô đông chu bằng, mi gạo đâm, suy yêu hay mong.
难判断错觉有太多如果，塔罗或会清楚。明明是有心，停下又再等，天光跟天暗，从没有安枕，从来未发生，原来亦伤心，想变做头等情人。Su pedeo, su zunde, agetai. Cảm ơn, cảm ơn. Anh hát khá lắm, nên tôi nói tôi nhận xét không sai. Còn có thể tốt hơn nữa đó. Được thôi, chờ đến ngày thu âm và ghi âm hát hay hơn nha. Ừ. Hãy thông báo với đạo diễn tuần sau quay. Còn nữa, lần này tìm cô Khiết đóng vai chính cho đoạn nhạc này đi. Ok. Chú Hoa, nếu như chị có tự tin như vậy thì chuyện tốt đừng để người ta hưởng. Akubi, chị nghĩ sao? Akubi, lần này làm tình nhân đó, cô nghĩ sao? Kêu chú làm bạn gái của anh à? Anh có đồng ý không? Cô nói hiện thực hay là nói trong video clip? Anh miệng lưỡi quá lắm đó. Tôi rất thích quyết định như vậy đi. Tôi coi như là giúp đỡ người mới thôi. Tốt. Bài hát này tôi muốn hai người nhảy chung, luyện xong trong tuần này cho tôi. Nhảy hả? À phải Akubi, lễ trao giải tuần sau tôi muốn tạo thanh thế cho cô. Lát nữa vào phòng của tôi sẽ nói chuyện với cô sau. Vậy được. Cố gắng nha. Luyện tập thật tốt nha, đừng có làm mất mặt người bạn gái này đâu. Không thành vấn đề. Không có vấn đề là tốt rồi, nếu không người ta sẽ bỏ anh đó. Khích lệ tôi một chút có được hay không? Cô là bảo mẫu của tôi mà. Được rồi, thử một chút coi như khích lệ. Bây giờ cô coi thường tôi phải không? Đúng vậy. Thôi được rồi, nếu tôi nhảy được thì sao đây? Nhảy được thì tôi làm cái bánh kem coi như là thưởng cho anh. Không phải chứ, vậy mà gọi là thưởng. Bánh kem của cô rất là khó ăn. Chưa. Khó ăn gì chứ, bảo đảm lần này rất ngon. Thật không đó? Anh nhảy được mới nói đi, mệt quá. Được thôi. Ai, dù sao ngoại cũng nương tựa con bao năm qua. Ngoại xin con cho ngoại ăn bữa cơm yên ổn đi. Bây giờ đâu có làm khó ngoại lắm đâu, cho ngoại ăn bánh kem thôi mà. Còn nói không làm khó, bữa nào cũng ăn bánh kem. Dạo trước con kêu ngoại ăn thử cũng rất nhiều món mà. Rồi bây giờ ngoại chỉ muốn ăn một bữa có cơm thôi. Nè, em đi đâu vậy? Trời ơi, đừng có vậy mà. Hai người là chỗ bà cháu mà cũng đút không nổi nữa, đừng có kêu đến em mà. Nè, hãy nói thật đi, có phải bây giờ bánh kem cho tôi làm khó ăn lắm không? Phải. Con cầu xin ngoại mà, chắc chắn lần này rất ngon đó. Con nhất định phải làm một cái bánh kem thật ngon, con không để người ta coi thường. Trời ơi, à hay là gì đi, chị tìm việc hay đi. Bởi vì con người của anh rất là nhiệt tình đó. Đưa cho chị xích dậy nấu ăn, em nghĩ anh không ngại làm chú chuột bạch đâu. Phải đó, con đi tìm chú chuột bạch của con ăn thử đi. Khi nào nó không chịu thử, ngoại thử giùm con. Bỏ đi, hai người không chịu thử thì thôi. Nói như là bánh của con không ai chịu ăn vậy. Không cần hai người giúp đỡ nữa đâu. À, chị nói đó nha, Quang Hô. Mà ngoại, hay là đi ra ngoài ăn cơm xá xíu đi. À, ngoại không ăn cơm xá xíu đâu, ngoại đi đánh bài. Chẳng lẽ phải tìm Giật Khi làm chuột bạch thật sao? Alo. Alo, tôi Đình hả? Giật Khi nè. Chú chuột bạch. Chuột bạch gì vậy? À không, tôi nhất thời mau miệng thôi mà. Sao hả, anh tìm tôi có chuyện à? À không, tôi muốn hẹn cô ra ngoài vì tôi có chuyện muốn nói với cô. Được rồi, quyết định như vậy nha. Ê, chờ lâu lắm rồi hả? À đâu có, tôi mới tới thôi. À tôi cũng muốn tới sớm đó, nhưng mà gì, cái bánh của tôi vừa mới làm xong. Nè, coi đi. Cô cố tình làm cho tôi ăn hả? À, ăn rồi hẳn nói nha. Ừ, được rồi. Đẹp quá ha. Sao hả? Có ngon không? Ngon lắm á. Thật hả? Ừ. Tôi đã nói là anh khéo ăn nhất mà. À phải rồi, anh nói có chuyện muốn nói với tôi phải không? Không, tôi nghĩ chắc tuần này tôi không thể gặp cô. Cùng lắm có thể lên mạng trò chuyện thôi. Tại sao vậy? Bởi vì tuần này tôi phải kiểm tra thi tuyển cho nên tôi phải rèn luyện bản thân mình. Anh đi thi làm cảnh sát? Cô biết đó, dạo trước tôi đã gửi 100 lá thư xin việc. Có một số thì không hồi âm, một số hồi âm thì không được phỏng vấn. Còn số phỏng vấn thì không gọi lại lần hai. Lần này là cơ hội lớn nhất. Tốt chứ, làm cảnh sát cũng tốt lắm. Tốt lắm đó. Cô thích đàn ông làm cảnh sát lắm hả?
Dĩ nhiên rồi, vừa phong độ vừa bản lĩnh, duy trì trị an, được lắm. Vậy cô ủng hộ tôi phải không? Ủng hộ? À, không những tôi ủng hộ anh về mặt tinh thần, mà ủng hộ anh bằng hành động luôn. Nếu anh trúng tuyển, tôi sẽ làm thêm mấy cái bánh kem. Được, vậy tôi nhất định cố gắng hết mình, làm cho thật tốt. Nè, anh đừng nói nữa, mau ăn thử kỹ đi. Ừ, được rồi. Sao sớm quá vậy nhỉ A-ca? Có chỉnh cái đồng hồ của anh đi. Gì hả? Anh đại A-ca, anh muốn gì? Gì chứ, bộ gặp mai sao lại trùi? Sao sớm quá vậy đại A-ca? Đi chạy bộ. Lương ơi, nhanh. Trời ơi, gì A-ca? Anh còn sớm hơn anh đó, anh tính sao? Ngay cái đại A-ca cũng phấn đấu như vậy. Anh không thể lười biếng. Thức dậy. Hai anh phấn đấu quá. Tốt, em tiếp tục ngủ. Cô thích đàn ông làm cảnh sát thật sao? Dĩ nhiên rồi, vừa phong độ vừa bản lĩnh, duy trì trị an, được lắm. Lần này bảo đảm rất ngon. Có thật không đó? Anh nhảy được mới nói đi. Mệt quá. Sắp phỏng vấn rồi. Có lòng tin không? Đại ca anh nhìn em nè. Em nói không mình cũng không tin mà phải không? Đúng á, cường tráng ha. Xin nhị việc rồi, lần này phải cố gắng nha. Em sẽ đậu mà. Trời ơi, khó khăn lắm em mới tìm mục tiêu của mình. Dĩ nhiên phải thẳng về. Tụi em thích làm cảnh sát lắm sao? Tại sao anh chưa từng nghe? Tụi đừng nói vậy em nữa. Em cũng chưa từng thấy đại ca phấn đấu vậy đó. Anh cũng giống như em vậy đó. Có mục tiêu. Anh cũng có mục tiêu. Là tập nhảy, quay video clip. Nếu không anh đâu có cần chạy bộ tới đây. Em tưởng anh chơi hay sao? Còn thì ra nói về công việc đó hả? Ủa không phải em nói về công việc à? Khoan đã. Mục tiêu của em và mục tiêu của anh có phải là mục tiêu khác nhau không? Giống. Là làm việc á. Làm việc. Đi, làm việc. Làm việc. Chỉ xa nhau có mấy năm thôi vậy mà không hiểu nhau kỳ vậy. Ba, bốn, một, hai, ba, bốn, một, hai, ba, bốn, một, hai. Là cả buổi sáng ba có một hai ba bốn một hai ba bốn, ba làm gì vậy? Đây là tập vật lý trị liệu đó, hả? Nè, có thể khống chế cơ bắp, giảm bớt tay run và chống thoái hóa. Ba học được ở trung tâm đó. Động tác rất giống như là động tác con lấy bài đó. Lấy bài, con hình dung thích thú lắm đó. Ê, trời, nghe con nói như vậy á, cơn nghiện mặt vô của ba nổi lên liền. Nè, dạ xong. Hay đó, hai người làm sao mà gây xong đấy. Nè, chắc là ông Trần ngửi được mùi mặt trước rồi đó. Ông Trần nè, à. Mau ra mở cửa đi. Ê, trời, không ơi, lợi hại quá anh ấy vậy tốt lẹ quá. Lẹ lên, lên con. Ba, tụi con tới trễ. Ba, bác sĩ nói sao rồi ba? Nè, qua đây ngồi xuống ba, đi ba. Qua đây ngồi đi ba. Ba thấy chỗ nào không chuyện khỏe gì hả? Vậy? Hả ba, có chỗ nào không khỏe? Sao rồi ba?
Có phải trong người cảm thấy bần thần mơ hồ không nhớ gì không ba? Ba đừng sợ, tụi con sẽ mướn hộ lý riêng cho ba. Phải, tốn bao nhiêu tiền cũng được, không sao đâu ba. Ngoài ngoài, đừng có chết nha, con tên ngoài lắm. Ngoan 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 ngoan, tụi con bình tĩnh đi, bình tĩnh đi. Có phải Siêu Kiệt nói tụi con biết hay không? Dạ phải, tụi con vừa mới biết là tới đây liền đó. Trời ơi, chắc là Siêu Kiệt nó giải thích không có rõ ràng rồi chứ gì. Trời ơi, ba bị Parkinson chứ không phải bị đáng trí người già đâu. À, để coi ai tới. Ba, chị hai, giờ ba cảm thấy sao rồi trong người sao? Ba, sao vậy ba? Ờ, đừng có nhào tới, Bây giờ tụi con tới luôn thì hay quá. Ba giải thích rõ ràng một lần thôi ha. Ba bị Parkinson chứ không phải đáng trí người già. Hai bệnh là khác nhau đó. Là Parkinson đó. Nè ba, lấy nãy giờ khát nước rồi, uống miếng nước đi. Ờ, cảm ơn. Nè, bây giờ tất cả các con hiểu rõ rồi chứ? Vậy thì yên tâm rồi, thiệt tình. Tụi con quả thật là hơi làm lớn chuyện. Hơi lo lắng quá mức đó. Ba không trách tụi con đâu, tụi con có lòng hiếu thảo thôi mà. À, ba, ít ra ba hãy cho tụi con làm một việc gì đó để giúp đỡ ba, nếu không tụi con không được vui đâu. À, phải đâu, tụi ba nói là không cần tụi con chăm sóc, nhưng mà tụi con cũng muốn làm chút việc cho ba. Được, nè, gậy sồng với ba đi. Chơi bắt trước. Đúng vậy, hiếm khi mấy con dê như tụi con tự động dâng tới cửa. Ba sẽ cho tụi con thưởng thức bản lĩnh của ba. Bản lĩnh của ba thật là lợi hại đó. Không hề mệt, không thay đổi sắc mặt, giết giết từng người đó. Trời ơi, vậy là ba chơi vui lắm rồi phải không? Thắng đủ 16 ván đó, ông nói coi có vui không? Có thể nói là cười không thấy tổ quốc luôn đó. Cũng may là tôi không có chơi thôi, nếu không tôi sẽ thua luôn số tiền riêng nữa đó. Ừ, thì ra bà có dành dụm rất nhiều tiền riêng. Ê, trời ơi, đừng nói chuyện này nha. Này, có phải ông nói đi tìm tài liệu về bệnh Parkinson gì đó không? Dĩ nhiên là có rồi, chuyện của ba tôi để tâm dữ lắm. À, đó, bà coi. Chà, là VCD hả? Dĩ nhiên không phải, là y tá ở trung tâm đưa cho tôi. Trong này có đủ triệu chứng về bệnh Parkinson. Nếu như làm theo những lời dạy trong này, sau này tôi và bà sẽ trở thành chuyên gia chăm sóc cho người bệnh Parkinson. Thật sao? Ừ. Ôi trời, làm gì bụi bặm dữ vậy? Nè, mấy người làm gì ở trỏng mầm mầm dữ vậy, hả? Ờ, chào ba, anh Minh, đồng nghiệp của con. Chào, chào bác. Chào, cháu. Bây giờ, con sửa toilet cho ba. Toilet đâu có hư. Không. À, ba. Bây giờ ba bị bệnh Parkinson. Con tháo cái bồn tắm của ba ra sửa thành phòng tắm đứng. Sau đó gắn một vài cái tay cầm để khi ba tắm, ba vịn chặt vào cái tay cầm tắm vậy thì bảo đảm không xảy ra tai nạn. Con sửa hả? Dạ. Thôi đừng đi, ba chưa muốn đổi nhà. Ê trời ơi, ba tin con đi. Mấy cái gì khoảng con này con làm được mà. Anh Minh ha, ảnh từng làm nghề xây dựng. Dạ phải. Có ảnh trong chừng con chắc chắn không có vấn đề gì, tin con đi ba. Ê trời ơi, sao con đập bể cái bồn cầu của ba? Ba đã ngồi lâu lắm rồi đó, có tình cảm với nó. Ở chuyện này thì là ngoài ý muốn. Lúc nãy con cầm cái búa trợt tay, bùm cái mới làm mẻ cái bồn cầu. Sao sửa được mà ba. Hả? Được mới nói nghe. Dạ được. Bà tin con đi ha anh Minh. Nè, tháo nó ra luôn đi. Chúng ta ráp lại sau. Rồi chỗ này nè, đổ cái mới luôn. Tiên à, con làm gì ở đây vậy? Ba, chiếc giấy này chuyên môn dùng để cho những người mắc bệnh Parkinson học đi đó. Nè, con đi thử cho ba coi nha. Vững vàng lắm, từng bước đi như vậy nè, rất an toàn. Ba đi như vậy á, tức là kêu ba nhào xuống thang lầu. Để con xé giùm ba nha, hàng cuối cùng. Ba ơi, nguy to rồi, bị bể hầm cầu rồi, ba. Nặng lấy đồ nhét lại đi. Có dễ lão nhà không hay là giải dụng gì đó bà ơi. Ôi, chừng nào mới sửa xong toilet vậy? Sáng nào cũng đập rầm rầm phiền quá trời luôn à. 4-5 ngày nữa đi, do ba ra tay mà, cứ việc yên tâm. Nè ba nói đó nghe, lần này ba giỏi thiệt, biết suy nghĩ cho ông nội sửa lại toilet đàng hoàng. Con cộng ba 1 điểm. Chứ gì nữa, phận làm con cái thì phải có tấm lòng này chứ. Nhất là bây giờ nội con có bệnh, con tấm lòng chưa đủ đâu, còn phải có thêm một tấm lòng nữa.
Nè, ba của tụi con đó, tới trung tâm mượn sách và tài liệu mới biết bệnh Parkinson là gì. Ừ. Hai con đó, mau đọc nhiều sách một chút đi. Đúng vậy đó. Vậy ngoan không ba, mau truyền dạy chiêu cho tụi con. Ừ, không thành vấn đề. Nè, nếu trong nhà có người bệnh Parkinson, bố trí trong nhà là rất quan trọng đó, đặc biệt là salon. Ừ. Tuyệt đối không được êm quá. Có biết tại sao không? Sao vậy ba? Tại sao? Có biết không? Vì cơ thể của người bệnh có thể sơ cứng bất cứ lúc nào, ảnh hưởng hành động. Nếu ngồi thấp quá đứng lên sẽ gặp khó khăn, bị té bất cứ lúc nào đó. Có phải giống như là nội hiện giờ không? Ừ. Chính là như vậy đó, đó đó, lẹ lên lẹ lên, phải làm gì, phải làm gì, đúng rồi, 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 mạnh lên, mạnh lên. Sao hả? Có phải bị vậy đó? Đau quá trời nè. Trời ơi, tôi có làm gì vậy? Xưa nay ba đâu có gì đâu. Hồi nãy ăn miếng cam chua quá là nhăn mặt lại thôi. Tụi con không cần nguyên do, cứ vỗ vô lưng của ba liên tục làm gì. Ba biết, ba biết tụi con quan tâm ba là chuyện tốt đó. Nhưng mà có phải tụi con hơi quá đáng một chút hay không hả? Ba đâu phải là búp bê giấy, cho nên đừng có vỗ ba hả? Ba không phải là cục Rubik, nên đừng có dặn ba. Ba còn con... nữa nè, cho dù ba có chuyện gì đi nữa, đừng có đụng ba. Nè, tới nhìn coi xảy ra chuyện rồi nè. Lẹ lên. Nè, nhìn đi. Lần này là nước bồn cầu hay nước ở trong giò chảy ra vậy? Đứng đây nhìn nữa, mau lấy giải chặn lại đi, lẹ lên phụng tay. Trời ơi, hôm nay nội đã dạy chúng tôi một điều, làm chúng tôi hiểu ra cười trong nước mắt là gì. Tuy nội bị bệnh là rất phiền phức, nhưng mà có hai người nhiệt tình quá mức còn phiền phức hơn. Nè, mấy giờ rồi? Còn tập luyện nữa hả? Dạ phải. Ngày mai em đi phỏng vấn mà anh. À, cũng phải ha. Nhưng mà chắc chắn sẽ đậu đó. Dạo này em rất khỏe. Hy vọng thôi. Quả thật em rất muốn nhanh chóng thoát khỏi đội ngũ thất nghiệp. Trời, cười xấu xí quá. Ai vậy? Đó, đừng giỡn. Trời ơi, đừng giỡn mà. Trời ơi, đi anh nghe chó. Alo, Tứ Đình hả? Đúng vậy, ngày mai tôi đi phỏng vấn. À, được rồi. Là cô gái nào mà khiến cho thằng khờ này nó điên đảo tâm hồn vậy? Nè, là bánh kem phô mai mà mọi người đòi đây, coi có đẹp không? Cũng đẹp lắm. Ừ, cũng được. Con hả? Đã dùng cả ngày thời gian bỏ đủ nguyên liệu để làm ra mấy cái bánh này. Cái bánh lớn nhất thì đừng có đụng vào nha, vì con phải để tặng cho người ta đó. Ờ, kẻ thù hả? Tặng cho cái bánh kem lớn vậy chắc là thù dữ lắm. Ôi da, cột sống sao đau âm ỉ. Ủa, chai rượu thuốc của mình đâu rồi? Ai, sao không thấy vậy? Để đâu ta? Ủa, ai xài hết chai rượu thuốc của mình vậy? Nè, chờ lâu lắm rồi phải không? Thật không ngờ hôm nay cô lại tới cổ vũ cho tôi. Chúng ta là bạn bè mà. Tôi đã nói là khích lệ anh thì nhất định phải làm. Hôm nay anh đi thi, tôi đem bánh kem tới luôn nè. Anh coi đi. Coi không? Có đẹp không? Ừ. Có đủ tiêu chuẩn không? Đẹp lắm, có thể so sánh với khách sạn 5 sao luôn. Thật không? Vậy phải ăn thử một miếng đi. Được thôi. Nè, chúc anh mã đáo thành công, lập tức có việc làm. Cảm ơn. Sao hả? Cứ biết kiếm cho tôi đi. Sao? Hình như có mùi rượu. À, là rượu cà phê đó. Tôi đã đổ cả chai vào. Chẳng lẽ bỏ nhiều quá nên khó ăn sao? Sao hả? Ngon lắm á. Ngon lắm. Thật hả? Nè, tạm thời tôi giữ cái bánh kem này. Giờ anh thi xong, tôi và anh sẽ ăn hết để ăn mừng cho anh được không? Được thôi, cô nói đó nha. Văn Dật Hy. Có. Bắt đầu. Yes sir. Oh. Có bị gì vậy? Sếp ơi, tôi muốn đi toilet. Anh cứ biết, hồi nãy cô vừa giật lãng nhỉ hay lắm. Phải đó, hồi nãy hai người nhảy ăn ở dưới vậy, có phải ngoài đời rất thân nhau không? Akubi và hai người có cơ hội phát triển không? Chuyện tương lai đâu có ai biết trước chứ. Nhưng tôi cũng không loại bỏ trường hợp này. Akubi à, cứ lộ một chút đi. Nè, đã đến giờ rồi. Akubi phải đi họp rồi, lần sau phỏng vấn tiếp nha. À, xin lỗi nha.
À, cảm ơn nhiều nha. Cẩn thận nha, từ từ thôi. Cẩn thận nha. À, cảm ơn. Sao hả? Tìm tôi có chuyện gì? Ngồi đi. Cô làm gì vậy? Lúc đầu cô đâu có như vậy đâu. Sao bây giờ cô thân với Nhật lãng quá vậy? Thì coi như là tuyên truyền đi. Làm tốt lắm mà. Mọi người đang bàn tán. Có thể chấp nhận thì đúng. Nhưng không chấp nhận thì không phải là chuyện nhỏ đâu. Nhật lãng là người mới. Có rất nhiều chuyện xử lý phải cẩn thận. Ít ra bây giờ có tin tức trước. Không phải cô có gì với ảnh chứ? Cũng không chừng đó. Nhưng bây giờ thì không có gì. Tôi ra ngoài nha. Em nghĩ sao? Không có gì đâu. Cô muốn được chụp hình thôi mà. Cứ coi như là quảng cáo miễn phí. Vậy không phải. Cứ coi như là quảng cáo cho bài hát của Nhật Lãng. Ừ. Alo, Nhật Hy hả? Nè, hôm nay thi sao rồi? Tôi thua rồi. Vô lý quá. Sức khỏe của anh được lắm mà. Tôi không hiểu tại sao hồi nãy tự nhiên tôi đau bụng quá trời. Đau đến nỗi tôi không làm được cái gì hết. Sáng nay tôi đâu ăn cái gì đâu. Đau bụng nữa rồi. Tôi không nói với cô đâu. Tôi đi tìm toilet ra. Bye bye. Alo. Alo. Sao lại như vậy chứ? Thì ra cô trốn ở đây. Chà. Có chuyện gì? Không. Có người nói là tôi sẽ nhảy không được. Nhưng mà bây giờ tôi đã quay xong video clip rồi. Muốn gì đây? Muốn hỏi cô tôi nhảy làm sao thôi. Cũng được. Không đến nỗi làm cho người ta chết. Vậy chiến lợi phẩm của tôi đâu? Cô đã hứa với tôi. Hả? Nếu như tôi nhảy được sẽ làm bánh kem tôi ăn mà. Hả? Có. Ở đây có nè. Ngon lắm. Bảo đảm anh ăn rồi, ngon đến xỉu luôn đó. Thật bánh không kem phô mai rượu cà phê đó, ăn thử đi, ăn đi. Thật không? Có chơi có chịu mà. Hờ, vậy đúng là cháu ngoan. Thử đã. Ôi, trời ơi, cô hai cô dở trò hả? Rượu thuốc, mùi rượu thuốc không à? Tính sao đây? Trời ơi, chết rồi. Rượu thuốc hả? Làm cái gì vậy? Chê bánh kem của cô dở thôi mà. Cô cần mặt mày buồn yêu vậy hô. Anh biết cái gì chứ? Cô không nói, dĩ nhiên là tôi không biết rồi. Nhưng mà nếu cô nói ra có lẽ tôi sẽ biết đó. Cũng có thể là tôi sẽ không biết. Nhưng mà khi mà cô cố gắng nói, chắc chắn là tôi sẽ biết. Tức cười quá. Không có tức cười. Đang lái xe không được nói chuyện với tài xế. Ngồi đàng hoàng đi. Sao quen vậy? Hình như từng nghe trên xe buýt đó phải không? Đúng. Ơi, cô hai nè, tôi nói chuyện cô nói tức cười, cô không cần có làm gì muốn lấy mạng tôi hay sao vậy? Ơi, ai cha ơi! Nè cô hai, nếu như cô muốn tôi im lặng thì cô dùng cách khác được không? Tôi không có dễ dẫn như anh, tôi tránh đồ chó săn thôi. Làm gì có nhiều chó chứ, bộ tôi nổi tiếng lắm hay sao? Đồ chó săn. Sao hả? Con không sao chứ, có đủ giấy vệ sinh không hả? Sao hả, tiêu chảy xong chưa hả? Nè. Kỳ quá, đi 7 lần rồi mà đi hoài. Trời ơi, con đừng ăn cơm, ăn vài bữa cháo đi. Sắp sửa tới cả nước cháo con cũng không có thể ăn. Đã 120 ngày con không tìm được việc làm, lần này cảnh sát cũng thi không đậu. Bỏ đi, là rủi ro thôi mà, định sẵn mà, định sẵn. Vậy thật ra rủi ro hay định sẵn? Tóm lại, nè, thất bại là mẹ của thành công, chuyện gì cũng có thể thất bại. Quan trọng nhất là con thắng không kêu bại không đặng, cố gắng hết mình, làm cho thật tốt hả? Nghe hay quá Hoàng mà. Ừ. Này đẻ ca, anh kể thật gì cho em nghe đi, hình như là hồi hộp lắm đó. Cũng như là thiên nhiên siêu sao. Ừ. Làm ca sĩ đâu có khó lắm đâu. Mấy cái chuyện khiêu vũ quá dễ. Đúng rồi, thiệt tình đại ca. Đúng là giỏi thiệt, giỏi thiệt đó. Nè, thu hình xong rồi hả? Dạ phải. Hôm nay đại ca, thật là tuyệt vời luôn. Được rồi, con nói lớn tiếng như vậy cả nhà đều nghe được đó. Hoàng Âm á, có phải có gì muốn nói với con không? Có phải không? Có, dĩ nhiên là có rồi. Nè, con phải ghi nhớ, thành công cũng có thể là mẹ của thất bại đó. Chuyện gì cũng có khả năng thành công. Nè, quan trọng nhất là thắng không kêu bại không nản. Hả? Cố gắng hết mình, làm cho thật tốt. Thằng Hoàng Ma, tại sao lúc nãy lời má ngủi con y chang như khích lệ đại ca vậy? Giống nhau à? Nè, những lời vàng này thì thời điểm nào, hoàn cảnh nào cũng thích hợp, nghe lọt tai có đúng không? Dạ hiểu. Nè, ba đứa con phải nhớ kỹ, rất có ích cho tụi con sau này khi ra đời làm việc đó. Trời, có phải nồi cháo của má, tụi con có ngửi được mùi khét không hả? Nhớ kỹ đó, viết lại đi. Lẹ lên đi, viết.
Anh không thấy em bệnh nữa. Sức kỳ vậy. Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn nha. Trời ơi, như cái viên ngon lắm mà ha. Dĩ nhiên rồi, mấy đứa nhỏ, đứa nào cũng thích ăn ở đây hết đó. Ha. À, hồi con học tiểu học á, cũng thường xuyên tới đây ăn đó. À phải, tại sao lúc nhỏ con thường tới đây vậy nội? Ờ, à, hàm cá viên ở đây dai nè, còn có thể coi như pin bông để mà đánh nữa. À, cũng phải hả nội, lần sau nhớ đem dẫn tới, vừa đánh vừa ăn. Trời ơi, chờ khi nào con đánh đã. Khi nào con rảnh, nội sẽ đưa con đi chiêm ngưỡng bản lĩnh Parkinson của nội. Phản chức không ngừng đó. Dạ được, dạ được, dạ được, dạ được. À, nội à, hả? Tại sao mời con ăn cá viên vậy? À, nội nghe người ta nói con làm việc rất là siêng năng, còn thường phải luyện hát rồi khiêu vũ nữa, hình như là làm rất tốt, nên nội mới mời con ăn cá viên, coi như là thưởng cho con. Con cảm ơn nội, nhưng mà hình như bữa nay hơi nhỏ một chút nữa hơn. Nội đã về hưu rồi, nội chỉ có thể mời con ăn cá viên thôi. Ê, muốn ăn đồ ngon thì bữa nào con đãi nội đi. Được, không thành vấn đề. Ừ. Nào phải rồi. Nghe nói bản MTV của con quay được lắm hả? Để chừng nào con được coi. Quay luôn kỳ cuối chắc là nhanh lắm hả nội? Nhớ thông báo với nội nha, đừng để nội bỏ lỡ đâu. Dạ biết rồi. À phải, có một đĩa CD, con đó tặng cho nội một đĩa mà. Dĩ nhiên. Nè, CD vừa ra con tặng cho nội liền. Ừ. Con viết tặng cho ông nội tôn kính nhất của con, chịu không? Chịu. Được. Nội, hả? Cái viên ngon thiệt đó. Nè, ăn thêm viên đi nội. Được. Nội 4 giờ đồ chưa uống thuốc nên thuốc hết công hiệu. Không sao đâu, từ từ ăn đi. Xuống sáng đi. À, xuống ăn sáng đi. Xin chào. Ừ. Thấy nói chuyện rồi. Thấy nói chuyện rồi nè. Chuyện gì? Anh hai lên trang bị. Không phải đâu, không chỉ đại ca mà còn có nội nữa. Hả? Có nội cũng có. Trời, sao có ba trong đó vậy? Ca sĩ mới mệt mỏi vì gia đình, trạng thái xấu của ông nội tàn phế lộ ra. Hả? Tại sao lại như vậy?所以我错你，所以我错你，想所以我错，错出大祸。我要问到底，切激了谁，总会给你反对。在这家里，这张嘴，我得罪了谁？人同意口快说错，搞到面阻阻，还未算憎我，情愿就有如红炉火，我抛骨你，结果你抛骨我。